thì ông Ẩn bao giờ cũng đi ra uống cà phê xong mới ra cái chợ chim và chợ chó trước cửa chợ Bến Thành. Và khi theo dõi sát ấy, thì mới thấy ông Ẩn có cái liên lạc hộp thư mật. Thì điều có nghĩa là ông Ẩn là một điệp viên. Những điệp viên của tổ chức nào thì không biết. Tôi quen Hai Trung, nhưng chỉ biết anh ta là một nhà báo có ảnh hưởng rất lớn, đang làm việc cho người Mỹ và có nhiều quan hệ. Tôi muốn tạo quan hệ để moi tài liệu. Tôi báo cáo lên cấp trên về ý định này, nhưng rồi nhận được chỉ thị không được liên lạc với anh ta. Lý do duy nhất mà ông Ba Quốc phải cắt đứt liên lạc với ông Phạm Xuân Ẩn chính là vì hai người chung một chiến tuyến. Đó là hai nhà tình báo với những phong cách sống hoàn toàn trái ngược, nhưng cùng hoạt động vì mục tiêu chung, độc lập và thống nhất đất nước. Họ đã quen biết, đã nhận ra nhau chính vì những cử chỉ rất riêng, những tác phong ở những con người cách mạng chân chính.